Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin lại trở lại rồi đây với một video nữa. Sau hơn một tuần sau trả bài tổng quan thì ngày hôm nay chị trở lại với một chủ đề mà bản thân chị hiện tại cũng đang muốn đặt câu hỏi này cho chính bản thân mình, cho nên là chị sẽ làm cái chủ đề này ngày hôm nay. Đó chính là thay đổi nào đang trên đường tới với các bạn, thay đổi nào, thay đổi lớn hay thay đổi nhỏ, hay là có bất ngờ gì hay không, hay là có điều gì đang đến với các bạn mà các bạn đang không nhìn thấy, hoặc có thể nhìn thấy nhưng nó là cái sự thay đổi đối với các bạn trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó. Chúng ta sẽ có 3 tụ. Tụ 1 là selenite, tụ 2 là aura màu hồng, tụ 3 là aura xanh tím. Ok, chúng ta sẽ xem tụ 1, tụ 2, tụ 3 thay đổi nào đang trên đường tới với các bạn. Các bạn có thể dừng lại video để chọn tụ cho mình ha. Ok, bây giờ chị sẽ đến với tụ 1. Chúng ta sẽ cùng đến với tụ 1 xem là các bạn có điều gì đang sự thay đổi nào đang trên đường tới với các bạn. Ngày hôm nay thì chị cũng sẽ vừa trải bài vừa đọc bài luôn cùng với mọi người, vừa xả bài vừa đọc bài luôn. Thay đổi nào đang trên đường tới với các bạn. Kết nối với tất cả các bạn chọn tụ 1. Thay đổi nào đang trên đường tới với các bạn. Chị cảm giác như tụ 1 các bạn có nhiều những cái sự thay đổi về mặt công việc hoặc là học tập nhiều hơn. Tại vì ngay khi mà sáo bài và kết nối với mọi người á, thì chị có nhìn thấy chuyện công việc rất là to, cho nên chị có cảm giác là mọi người sẽ gặp những cái sự thay đổi ở trong công việc của mình nhiều hơn. Các bạn có từ Devil. Ok, đừng sợ hãi. Chị thấy rất nhiều người khi mà nhìn thấy cái lá The Devil này thì sẽ rất là sợ hãi ấy. Nhưng mà thực ra đối với chị thì cái lá The Devil này là một cái lá mà nó sẽ mách bảo cho các bạn rằng là các bạn đang còn một cái addiction nào đó, còn một cái sự một cái bóng tối nào đó mà các bạn cần phải giải quyết để bước sang một cái trang mới ấy. Bởi vì đây cũng là cái lá mà trong 22 lá Major Arcana thì đây cũng là lá số 15 rồi, cho nên là chị thấy rằng là cái chu kỳ mà các bạn đang phải chiến đấu với cái bóng tối của mình á, ở trong cái việc là công việc, định hướng, sự nghiệp hay là học tập á, có thể các bạn đang gặp khó khăn. Nhưng mà cái khó khăn này chị cảm giác là nó đến từ những cái suy nghĩ của các bạn nhiều hơn, đến từ cái cách mà các bạn phản ứng với những cái gì nó đang xảy ra nhiều hơn là bản chất của cái sự việc đó. Và cái tình huống này là cái tình huống mà nó đang đi đến cái hồi mà các bạn sắp nhìn ra cái lối để giải quyết, hoặc là ngày hôm nay, hoặc là trong một khoảng tầm vài ngày nữa thì các bạn sẽ, hoặc là nửa tháng đến một tháng nữa, các bạn sẽ tìm được cái cách giải quyết cái vấn đề này ở sâu bên trong mình, cái bóng tối này ở bên trong mình, để các bạn có thể cởi bỏ cái xiềng xích mà nó vẫn còn đeo bám các bạn qua tất cả những cái vòng lặp ở trong cái công việc, sự nghiệp của các bạn, cái việc học tập của các bạn. Các bạn có The Hermit. Ok. Với một số bạn ở đây á, chị nhìn thấy rằng là các bạn đang có cái xu hướng rằng là muốn thay đổi cái công việc của mình, đang rất muốn thay đổi cái hướng đi của mình, hoặc là các bạn không phải là ở cái trạng thái đang muốn nữa mà các bạn đang làm nó rồi, có nghĩa là các bạn đã bỏ một cái gì đó. Nếu bạn tập trung vào bản thân của mình, các bạn đã bỏ một cái định hướng cũ nào đó để các bạn tập trung vào bản thân của mình, hoặc các bạn đang tìm cái câu trả lời cho mình ở phía bên trong. Có thể là các bạn đi du lịch đâu đó, hoặc là các bạn dành thời gian đến một cái thành phố khác, hoặc là thậm chí là các bạn cắt hết tất cả những cái liên lạc với những người khác, hoặc là với những cái mà giao tiếp ở bên ngoài, để các bạn đào sâu lại vào mình xem là ok, bây giờ cái định hướng tiếp theo của mình sẽ như thế nào, mình đang mong chờ cái điều gì, mình đang muốn làm cái điều gì, các bạn đang đi tìm cái câu trả lời ở bên trong mình á. Và trong cái khoảng thời điểm mà các bạn đang đi tìm cái câu trả lời bên trong mình này, các bạn tìm thấy rất là nhiều những cái bóng tối chưa được giải quyết ở phía sâu bên trong mình. Thứ nhất có thể là nỗi sợ hãi, có thể là những cái sự chi gọi là nghiện ngập vùng an toàn ấy, kiểu như vậy. Mình cảm thấy quá an toàn với tất cả những cái sự lựa chọn và quyết định của mình từ trước đến giờ, cho nên là khi mà phải bước sang một cái hành trình mới, khi mà phải bước sang một cái hành trình mà nó yêu cầu nhiều cái sự mạo hiểm hơn, nó yêu cầu nhiều cái
sự trải nghiệm hơn, nó yêu cầu nhiều cái năng lượng, nhiều cái sự bùng nổ của các bạn hơn, bước ra khỏi cái vùng an toàn hơn, thì các bạn cảm thấy rằng là mình khá là sợ hãi. Mặc dù các bạn rất là excited, các bạn rất là hứng thú với những cái điều này, các bạn cảm thấy rằng là rất là hào hứng với cái chặng đường mới của mình, nhưng bên cạnh đó các bạn cũng cảm thấy rất là lo lắng, các bạn cũng cảm thấy cái ego của các bạn talk, nói rất là nhiều trong ngày, cảm thấy bản thân mình sợ rất là nhiều những cái nỗi sợ khác nhau. Và ở trong bạn đang ở trong cái trạng thái bởi vì nó quá nhiều năng lượng linh tinh như vậy, vừa sợ hãi này, vừa hào hứng này, vừa bị kiểm soát bởi ego, lại vừa muốn bước ra này, vừa thoải mái, mong muốn cái sự tự do, khao khát được trải nghiệm, khao khát được bùng nổ, lại vừa sợ hãi, lại vừa không dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, lại vừa đánh giá thấp cái bản thân của mình, và cảm thấy hoặc là có một cái điều gì đó làm cho các bạn cảm thấy rất là trì trệ trong cái khoảng thời gian này á. Và đó, tất cả những cái nguồn năng lượng đó nó cứ xung quanh các bạn trong những cái ngày này, trong những cái tuần này, và nó khiến cho các bạn cảm thấy rằng là không muốn tiếp xúc với ai hết, chỉ muốn dành một mình cái thời gian cho bản thân mình thôi, cảm thấy rất là mệt mỏi ấy. Cảm thấy muốn tìm được cái câu trả lời rất là nhiều. Cái thay đổi đầu tiên mà chị nhìn thấy đối với các bạn trong vòng nhiều nhất là 8 tuần nữa thôi, chị thấy cái nguồn năng lượng này rất là nhanh. 8-9 tuần nữa thôi, cái nguồn năng lượng này là một cái nguồn năng lượng mà nó mang lại cho các bạn một cái thông tin mới. Chị cảm giác như đây, đối với một số bạn đó, các bạn sẽ nhìn thấy được hoặc là cảm nhận được hoặc là bất ngờ với chính bản thân mình rằng là mình lái sang một cái hướng hoàn toàn khác. Hoặc là các bạn nhận được rất nhiều những cái lời offer, hoặc là các bạn nhận được rất là nhiều những cái nguồn năng lượng mới để các bạn quyết định rằng là đi sang thẳng một cái hướng mà nó phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình á. Cái sự thay đổi thứ hai mà chị nhìn thấy á, là trong vài tháng tới, trong cái khoảng thời gian mà chị vừa mới nhắc tới á, thì các bạn sẽ lấy lại được rất là nhiều những cái niềm tin vào cái chặng đường của mình. Có nghĩa là nó sẽ xảy ra một số những cái tình huống, nó sẽ xảy ra một số những cái cơ hội, và nó sẽ xảy ra một số những cái sự, có thể là những cái thành công nhỏ nhặt thôi. Những cái thành công ở đây mà chị nhìn thấy trong những cái tháng tới á, những cái tuần tới á, nó không phải là những cái thành công vang dội, nhưng chị có nhìn thấy một số những cái đạt được nhỏ nhỏ của các bạn. Nó làm cho các bạn gom nhặt được những cái niềm tin mới, gom nhặt được những cái hy vọng mới á. Có thể là các bạn hoàn thành một cái khóa học bé nào đó, hoặc là có thể là các bạn tự tay làm được một cái gì đó, hoặc là tự làm được một cái dự án nào đó, hoặc là tự hoàn thành một cái gì đó mà mình đã hoãn lại lâu rồi á. Thì cái khoảng thời gian sắp tới sẽ là cái khoảng thời gian mà cái sự thay đổi ở đây không phải là bạn chìm ở trong cái nguồn năng lượng The Devil này nữa. Bạn không có còn chìm trong cái nguồn năng lượng của cái việc là bị kiểm soát bởi cái suy nghĩ của mình, bởi cái nỗi sợ của mình nữa, bởi những cái thói quen độc hại của mình nữa. Có thể là trong những cái khoảng thời gian vừa qua các bạn stress và căng thẳng quá, các bạn còn có những cái thói quen độc hại, còn có những cái sự ví dụ như là nghiện mua sắm, hay là ăn uống, hay là không để ý đến cái sức khỏe của mình, hoặc là sử dụng một cái chất kích thích nào đó chẳng hạn. Chỉ nói ví dụ như vậy thôi, nhưng mà nói chung là cái khoảng thời gian vừa qua, khi mà bạn dành cái thời gian một mình và các bạn cứ chìm trong cái ego trap đó, nó khiến cho các bạn rất là mệt mỏi. Và cái thay đổi ở đây trong vòng một vài tuần tới nó sẽ là những cái thành công nhỏ nhỏ, nó sẽ là những cái thành công rất là nhỏ nhỏ. Trong hai cái hình ảnh này chị nhìn thấy là có một vài những cái thành công nhỏ nhỏ, nó mang lại cái nguồn năng lượng dồi dào cho các bạn, cứ góp dần. Nó sẽ không phải là một cái thành công vang dội để cho các bạn tự nhiên tràn đầy cái sức sống lên đâu, mà nó sẽ góp dần nhỏ dần, và bạn sẽ thấy rằng là bước từng bước một nó sẽ có lợi ích lâu dài dành cho bạn hơn, và bạn sẽ lấy được rất là nhiều những cái niềm tin, hy vọng mới từ những cái thành công góp nhặt của mình như vậy. Các bạn có Ace of Wands. Yeah. Trong khoảng tầm một vài tuần tới nữa, như chị đã nhắc đến á, ngoài cái việc là những cái thành công góp nhặt đó ra, thì các bạn còn có những cái nguồn năng lượng của cái sự sáng tạo rất là mới, của cái thậm chí là ở đây có một cái mối quan hệ mới. Cái mối quan hệ này là một cái mối quan hệ mà nó thiên về cái công việc của các bạn nhiều hơn. Khi mà chị nhìn thấy Ace of Wands này, sẽ có một cái người mà họ mang đến Ace of Wands và Eight of Wands, thì nó làm cho chị cảm giác như là sẽ có một cái người nào đó họ mang tới cho các bạn một cái cơ hội. Sau khi mà bạn đã có những cái thành công góp nhặt á, họ sẽ mang lại cho các bạn một cái cơ hội, có thể là vào mùa hè, họ mang lại cho các bạn một cái cơ hội cực kỳ là tuyệt vời, một cái cơ hội mà bạn phải bước hoàn toàn ra khỏi cái vùng an toàn của mình, bước ra khỏi hoàn toàn tất cả những cái suy nghĩ sợ hãi, những cái mà đè nén cái giá trị của bản thân và cái ánh sáng bản thể của bản thân xuống, để các bạn bước sang một cái chặng đường hoàn toàn mới. Cả cái khoảng thời gian mà từ giờ cho đến lúc mà bạn nhận được cái lời đề nghị đó, hoặc là cái sự gợi ý đó, các bạn sẽ
làm việc với bản thân mình và góp nhặt được rất là nhiều những cái thành công bên trong mình, tự hào về bản thân mình một chút, và thế là bạn cảm tưởng như là mỗi một lần bạn tự hào về bản thân, mỗi một lần bạn góp nhặt một cái sự thành công bé, bạn sẽ dần dần bồi đắp cho mình cái nguồn năng lượng của manifestation, của luật hấp dẫn. Các bạn sẽ thu hút lại cái nguồn năng lượng blessing, cái nguồn năng lượng phước lành, và chính vì cái điều đó mà sẽ có một cái cơ hội mới đến cho các bạn trong vòng vài tháng nữa, trong ít nhất là 8 tuần nữa, các bạn sẽ có một cái nguồn năng lượng mới, một cái sự đề nghị mới vào khoảng tầm giữa mùa hè đến cuối mùa hè. Nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy tràn đầy cái sức sống mới đối với mình á, cảm giác như là mình có một cái sức sống hoàn toàn mới để làm một cái công việc mới. Yeah, đấy chắc chắn là cái sự khao khát được tự do về mặt tài chính, khao khát được tự do về mặt công việc, về mặt định hướng á. Cái sự khao khát này là cái kết quả của cái việc là bạn đã dành cái thời gian trong những năm đầu đời của mình, trong những, không phải là đầu đời mà trong những cái năm đầu tiên của cái việc là làm có công việc á. Các bạn đã dành những cái năm tháng đó để các bạn cống hiến cho những cái mà nó khiến cho các bạn cảm giác bị trói lại, bị không tự do, cảm giác bị cùm cặp, cảm giác như là mình bị giam ở trong tù ấy, cảm nhận như là mình không được làm những cái thứ gì mà mình muốn, lúc nào mình cũng phải dựa vào cái việc rằng là mình đang rất là thiếu thốn, mình phụ thuộc vào cái đồng tiền, mình phụ thuộc vào cái vật chất, phụ thuộc vào cái đồng lương của mình. Tất nhiên chứ không nói rằng là những người làm công ăn lương là không tốt hay là sẽ không bao giờ giàu được hay là như thế nào cả, chỉ là trong cái tụ này các bạn cảm thấy như các bạn ở trong một cái bức tường, ở trong một cái nhà giam, nó không khiến cho các bạn cảm giác được giải thoát, nó không khiến cho các bạn cảm giác được tự do. Và nhất là ở cái tụ này các bạn có một cái óc sáng tạo rất là lớn, vì thế mà khi các bạn phải làm việc vì tiền á, các bạn phải làm việc vì cái cuộc sống ổn định hàng ngày á, các bạn sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chính vì thế mà các bạn khao khát được nhìn thấy cái ánh sáng nơi cuối đường hầm, khao khát được nhìn thấy cái sự tự do đó, và chị đảm bảo các bạn sẽ nhìn thấy nó trong cái khoảng thời gian sắp tới. Đó là cái sự thay đổi lớn nhất, các bạn sẽ không còn sống ở trong cái nguồn năng lượng này nữa, các bạn sẽ không còn sống ở trong cái nguồn năng lượng bị giam cầm, bị trói chặt, bị về mặt kể cả là tinh thần, cảm xúc hay là sáng tạo tâm linh hay là thể chất, các bạn sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi như thế này nữa. Cái nguồn năng lượng mà sắp tới đến với các bạn, cái sự thay đổi lớn nhất đó chính là cái sự thành công góp nhặt từng chút, bước từng chút một, và cuối cùng nó sẽ là một cái sự offer rất là lớn. Nó sẽ là một cái sự offer về mặt sáng tạo, nó là một cái sự offer về mặt để cho bạn có thể thấy rằng là bạn giỏi đến cỡ nào. Một cái người nào đó, một cái cơ hội nào đó rất hào phóng đến với các bạn, và cái cơ hội đó không chỉ làm tròn đầy về mặt tài chính, về mặt tiền bạc cho các bạn, mà nó còn trả cái sự công bằng, nó còn khiến cho các bạn cảm thấy được tròn đầy về mặt công việc, về mặt sự nghiệp, về mặt định hướng bản thân, về mặt phát triển bản thân, về mặt năng lượng nữa. Những gì sắp tới đến với mọi người á, chị cảm giác nó sẽ là một cái sự công bằng đến với mọi người trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua ấy. Nó sẽ là một cái sự công bằng rất là lớn sau cái khoảng thời điểm các bạn bị giam cầm. Chi thấy rằng là ít nhất là trong khoảng tầm 4-5 năm trở lại đây là các bạn cảm thấy mình không tìm được cái lối đi cho mình á, và nó cứ quay vòng như vậy trong những cái môi trường mà các bạn cảm thấy là không thực sự được thoát ra cái óc sáng tạo của mình, không thực sự được thoát ra cái mà các bạn mong muốn đó. Các bạn có creative expression, các bạn là những cái người mà có cái đầu óc sáng tạo rất là lớn. Và không những thế, các bạn còn là cái người mà có cái nguồn năng lượng. Thường thì là những người có cái óc sáng tạo lớn á, có thể chuyển thể tất cả những cái sự thử thách, những cái nỗi đau, niềm vui của mình thành sáng tạo á, những cái trải nghiệm của mình thành sáng tạo á, thì họ mang lại cái nguồn năng lượng healing rất là lớn, họ mang lại cái nguồn năng lượng chữa lành rất là lớn. Có thể là các bạn sẽ bằng một cái cách nào đó, ở đây chị cũng nhìn thấy là có thể là các bạn chụp hình, hoặc là quay phim, hoặc là làm nhạc, hoặc là vẽ, hoặc là viết sách, nói chung là một cái nguồn năng lượng sáng tạo, một cái nghề sáng tạo nào đó mà ở đó các bạn mang lại cái nguồn năng lượng healing dành cho người khác. Thế trong những cái bức ảnh của các bạn, hoặc là trong những cái đoạn phim của các bạn, trong những cái dự án của các bạn, trong những cái có thể là các bạn creative, các bạn sáng tạo trong mặt nấu ăn chẳng hạn, thì những cái món ăn của các bạn, hay là những cái bài hát, hay là những cái quyển sách của các bạn, hay là những cái chia sẻ của các bạn trên blog chẳng hạn, nó sẽ là những cái mà mang cái tính, chỉ để nói ví dụ những cái như vậy thôi, nhưng mà nó có thể là bất cứ cái gì, hoặc là các bạn có thể là làm đồ họa chẳng hạn, nó mang lại một cái gì đó mang cái tính chất rất là healing, mang cái tính chất nói rất là to á, có nghĩa là cái
cổ, nói như này nhỉ, cái lân xa cổ họng của các bạn nó sẽ được cân bằng hơn rất là nhiều trong cái khoảng thời gian sắp tới, bởi vì đó là cái nơi mà các bạn thể hiện cái bản sắc cá nhân của mình, cho nên là các bạn sẽ có một cái tiếng nói rất lớn trong cái khoảng thời gian sắp tới. Đó là cái sự thay đổi mà Chi thấy rằng là nó không chỉ là một cái sự thay đổi nhỏ nhoi đâu, mà nó sẽ là một cái thay đổi mang cái tính chất rất lớn ở trong cái con đường sự nghiệp của các bạn. Đó, các bạn có writing và body work và animal. Cái animal này là một cái nguồn năng lượng mà nó làm Chi nhớ tới cái việc là chúng ta lấy những cái nguồn sáng tạo từ đất mẹ, chúng ta sử dụng những cái sự sáng tạo của chúng ta lấy nguồn từ từ thiên nhiên, từ động vật, từ cái việc là chúng ta yêu động vật, chúng ta giúp đỡ động vật, hay là chúng ta làm một cái dự án nào đó liên quan tới bảo vệ động vật. Hoặc là cái body work và energy healing ở đây thì cũng có thể là các bạn làm học thiên về cái phần mà chữa lành, hoặc là có thể là các bạn là những cái người mà sáng tạo và viết lách như thế này như chị nói. Nói tóm lại là bằng một cách nào đó trong cái khoảng thời gian sắp tới, không chỉ bạn vượt qua khỏi cái nhà tù cảm xúc, nhà tù tinh thần của mình ở trong cái công việc sự nghiệp của các bạn, mà các bạn còn mang cái điều đó để mà biến nó thành một cái năng lượng chữa lành cho những người khác nữa. Và đó là một cái sự thay đổi rất lớn trong cái khoảng thời gian sắp tới. Ở đây có rất nhiều năng lượng của những bạn mà viết lách. Với những cái bạn mà các bạn đang còn nghi ngờ bản thân mình về cái sự giỏi của mình đối với những cái ngôn từ, hay là cái sự thành công của mình đối với những ngôn từ mà mình muốn thể hiện ra, hãy làm cái điều đó đi, đừng có nghi ngờ nữa. Cái điều đó, cái từng ngày một, cứ mỗi ngày một trang, viết một trang, mỗi ngày viết một trang, mỗi ngày viết một trang, các bạn cứ thử như vậy mà xem, step by step, từng ngày một, và các bạn sẽ thấy rằng là trong cả cái tổng đấy, cuối cùng trong vài tháng đó, vài tuần, vài tháng đó, bởi vì các bạn là những người rất sáng tạo, cho nên chị tin rằng cái nguồn năng lượng đó, cái thời gian nó sẽ rất là ngắn thôi. Và khi mà các bạn cứ làm từng ngày một, từng giây, từng phút, từng bước một á, thì nó sẽ dẫn tới một cái thành công lớn. Nó sẽ dẫn tới, các bạn có thể nhìn thấy cái lá mà The Hermit, là các bạn tập trung vào bản thân mình á, tập trung vào cái việc mà mình mà đem lại cái sự thành công nhỏ nhặt này, và cuối cùng nó là một cái sự offer rất là lớn, nó là một cái gì đó nó bùng nổ rất là lớn, nó rất là nhiều năng lượng cho các bạn ở trong cái hành trình sắp tới. Đặc biệt là những bạn mà có khả năng viết lách, kể cả là viết sách hay là nhạc, hay là viết blog, hay là viết content, nội dung, xây dựng nội dung, những cái nghề như vậy. Ok, Chi sẽ có một chút lời khuyên cho mọi người. Đó là cái sự thay đổi đối với mọi người trong cái khoảng thời gian sắp tới. Chi sẽ bốc xem có lời khuyên gì cho mọi người không, trong khoảng thời gian sắp tới khi các bạn trải qua cái sự chuyển giao và thay đổi này, thì các bạn cần biết điều gì. Flame of wisdom. Hãy tìm đến những cái nguồn năng lượng cổ xưa, hãy tìm đến những cái nguồn năng lượng mà đã có cái sự thông thái. Ở đây chị nói là gì? Có thể các bạn hãy thiền. Các bạn hãy thiền, hãy kết nối với một cái nguồn năng lượng của một cái cổ xưa nào đó. Ví dụ như là các bạn được thôi thúc và các bạn học rất là nhiều, hoặc là các bạn rất là thích về Ai Cập chẳng hạn, hay là Hy Lạp chẳng hạn, hoặc là Trung Quốc cổ, hoặc là Việt Nam cổ, cổ đại, hay là một cái gì đó mà các bạn cần có cái cảm hứng để mà làm việc, để mà cho ra cái sản phẩm này á, thì hãy kết nối về cái nơi đó, có thể là thiền, hoặc có thể là ngồi nói chuyện với những cái người mà họ có kinh nghiệm, hoặc là họ có cái sự thông thái hơn về cái lĩnh vực đó. Hãy kết nối với những cái nguồn năng lượng khác, chứ không nói là chúng ta phải lấy kiến thức từ nguồn năng lượng khác, nhưng để mà có thể có một cái nhìn trọn vẹn nhất, bao quát nhất, thì ngoài cái việc là kết nối với chính bản thân mình, thì hãy kết nối với cả những cái nguồn năng lượng mà họ đã có cái sự thông thái, họ đã có cái kiến thức về cái vấn đề mà bạn đang tìm hiểu, và trao đổi, góp nhặt từng thứ một để biến nó thành một cái của mình, biến nó thành một cái nguồn năng lượng mà có thể phục vụ cho cái con đường của mình. Ở đây các bạn có Spark of Divine, Cái quan trọng nhất ở trong cái tụ này đó chính là tin vào chính cái ánh sáng bản thể của mình. Các bạn được sinh ra để làm cái điều này, được sinh ra ở trong cái kiếp này để làm cái điều này. Mang tất cả những cái bóng tối, mang tất cả những cái mà các bạn đã từng phải trải qua, tất cả những cái thử thách là cái nguồn cảm hứng để biến nó thành một cái gì đó sáng, biến nó thành một cái ánh sáng. Đi đi vào trong bóng tối của chính mình để biến nó thành ánh sáng, và mang cái ánh sáng đó lan tỏa đến tất cả những người mà đang cần nó khi mà họ đang ở trong cái bóng tối của chính họ. Thì đó là cái nhiệm vụ của các bạn, đó là cái sứ mệnh của các bạn ở trong cái tụ một này. Và Chi rất là hào hứng cho các bạn ở phía trước, bởi vì Chi nhìn thấy rất nhiều những cái sự thành công nhỏ 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 nhỏ, và từ những cái nhỏ nhỏ đó nó biến thành những cái nó rất là lớn, nó biến thành những cái mà các bạn cảm thấy rất là tự hào và hài lòng khi mình đã có thể giúp đỡ một cái gì đó vào trong cộng đồng ấy. Các bạn hướng tới cái việc là có ích cộng đồng hơn rất là nhiều trong cái khoảng thời gian này.
Ngoài cái việc làm việc với cái bóng tối của mình, tìm ra những cái cảm hứng từ những cái bóng tối của mình và giải phóng nó, thì các bạn hãy tập trung vào cái việc biết ơn nhiều hơn nữa. Hãy ghi chép nó ra, mỗi một ngày chỉ cần 5 đến 10 điều mà mình đang biết ơn, để làm gì? Để thứ nhất là grounding bản thân lại, nối đất lại bản thân để biết rằng là chúng ta vẫn còn đang hiện diện ở trong cái cuộc sống này và đang làm một cái điều gì đó có ý nghĩa. Cái thứ hai nữa là khi mà các bạn biết ơn á, các bạn sẽ tác động lên cái luật hấp dẫn và thu hút lại rất là nhiều những cái tần số tích cực cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn kiến tạo nên một cái tương lai mới. Đó là tất cả những gì mà chị dành cho tụi một. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay cái thông điệp nó chỉ ngắn như vậy thôi. Chị muốn tìm xem là trong cái tương lai gần thì các bạn có những cái sự thay đổi lớn nào để cho các bạn có thể vững tin và bước tiếp. Cảm ơn tụi một rất là nhiều đã like, đã subscribe, đã comment, đã donate ủng hộ cho kênh của chị. Chị sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Bây giờ chị sẽ đến với tụi hai. Xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai khỏe không? Hôm nay thì chị sẽ đến với một chủ đề, đó là nguồn năng lượng nào, sự thay đổi nào đang trên đường tới với các bạn trong tương lai gần nhất, sự thay đổi nào đáng chú ý đang trên đường tới với các bạn tụ hai trong tương lai gần. Chúng ta có Oracle màu hồng. Sự thay đổi nào trong tương lai gần đang đến với các bạn tụ hai? Sự thay đổi nào? Các bạn đang thu hút lại sự thay đổi nào trong tương lai gần? Kết nối với các bạn tụ hai. Các bạn có Nine of Swords, tám kiếm, kỵ sĩ kiếm, giờ em wow, Queen of Swords. Ôi rồi ôi. Tụ hai ơi, các bạn còn nặng hơn cả tụ một. Nếu như tụ một các bạn đang bị, nói chung là bị kiểm soát bởi cái những cái sự sợ hãi của mình á, thì chỉ cảm giác như là ở tụ hai này á, các bạn đang bị kiểm soát, đang bị mông lung, đang bị kiểu như là anxiety đi luôn á, có nghĩa là rất là bất an trong cái cuộc sống của mình ấy. À, có thể là các bạn thuộc cung khí, tại vì ở đây toàn bộ những cái lá đầu tiên hiện lên đều là cung khí hết, thiên bình, bảo bình, song tử. À, có thể là các bạn đang có một cái tình huống nào đó mà nó khiến cho các bạn không biết là quyết định nên giải quyết vấn đề đó như thế nào, hay là nên tới hay là không nên tới, ngồi im hay là nên chiến đấu, hay là nên phi về phía trước, hay là nên giữ nguyên cái trạng thái này. Nói chung là các bạn có rất nhiều những cái sự bất an, căng thẳng ở trong một ngày của các bạn ở thời điểm hiện tại. Và cái thay đổi đầu tiên mà chị nhìn thấy đó là nó sẽ có một cái sự giải quyết rõ ràng nào đó ở trong các bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới, và ít nhất là trong khoảng tầm đến 1 đến 2 tuần tới nữa thôi, vài ngày tới nữa thôi, các bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề này. Có nghĩa là nó một cái trực giác nào đó ở trong các bạn, hoặc là nó khiến cho các bạn cảm giác các bạn muốn quyết định là tiến tới cái điều đó. Nếu như các bạn đang ở giữa cái việc rằng là có nên tiến tới cái điều đó hay không, có nên giải quyết cái điều đó hay không, có nên giữ vững cái quan điểm của mình hay không, có nên đi về cái hướng đó hay không, có nên giữ vững cái niềm tin của mình để mà tiến về phía trước hay không, để mà tiến về cái hướng mà các bạn đang muốn hướng tới á. Chứ không biết đây là trong chuyện tình cảm hay là trong, chứ nếu như tụi một chỉ cảm nhận được là công việc ngay lập tức, thì ở đây chứ không biết rằng là chưa nhìn thấy rõ là công việc hay là tình cảm. Nhưng nếu các bạn đang muốn quyết định một cái gì đó thì trong vòng vài ngày tới nữa thôi, hoặc là ngay ngày hôm nay thôi, chứ cảm giác như là các bạn sẽ quyết định ngay lập tức. Và cái sự thay đổi gần nhất của cái việc mà các bạn đang ở trong cái tình huống này là các bạn sẽ quyết định được. Nó là các bạn không ở trong cái trạng thái rằng là cứ mông lung như này thôi nữa, mà các bạn sẽ kiểu như là thôi, đứng lên và làm chủ chính cái tình huống này, không để cho cái tình huống này, không để cho những cái suy nghĩ bộn bề này nó kiểm soát mình nữa, mà mình phải đứng lên để kiểm soát nó, mình phải đứng lên để giải quyết nó một cách nhanh gọn lẹ. Chứ mình ở trong cái trạng thái này quá lâu nay rồi, và mình muốn giải quyết cái vấn đề này, mình muốn thử đi tới nó xem nó mang lại cái điều gì cho mình. Và bạn sẽ như là cái The Emperor này này, bạn sẽ rất là tự tin trong cái quyết định này của bạn ở trong cái khoảng thời điểm sắp tới. Nếu như bạn đang ở cái trạng thái cực kỳ bất an và không biết nên làm thế nào, thì trong cái khoảng thời gian vài ngày sắp tới nữa thôi, với Queen of Swords và The Emperor này, thì chắc chắn là các bạn sẽ quyết định được.
cho dù là có một cái ngoại tố nào đó tác động, hay là trong chính các bạn trực giác mách bảo các bạn kiểu như là có một cái cảm giác là ôi kệ kệ đi ấy, cứ thế mà làm đi ấy. Cái này nó đã là cái sự sắp xếp rồi, và các bạn sẽ lựa chọn nó cho dù thế nào đi chăng nữa, và các bạn sẽ đi tới đó, các bạn sẽ đi tới cái quyết định và hướng tới cái hướng mà các bạn đang muốn hướng tới, mà các bạn đang sợ và đang bị bất an á, các bạn sẽ quyết định được cái quyết định đó và làm chủ cái tình huống này, chứ không còn để cho cái tình huống đó làm chủ các bạn nữa. Thì đó là cái đầu tiên mà chị nhìn thấy. Sau khi mà các bạn quyết định xong thì cái sự thay đổi thứ hai mà chị nhìn thấy nữa là các bạn sẽ, tất nhiên rồi, các bạn sẽ cảm thấy vui hơn rất là nhiều. Và cái quyết định này của các bạn á, nó sẽ đưa tới một cái sự cực kỳ rõ ràng cho các bạn, và các bạn sẽ thở phào, các bạn thấy là wow, có thế thôi mà mình cũng bất an á. Chị không trách cái việc rằng là chúng ta có những cái vòng lặp của cái sự bất an, của cái sự sợ hãi. Nhưng mà khi mà các bạn nghĩ đơn giản hơn và mọi thứ nó trải ra một cách nhẹ nhàng hơn á, thì các bạn bắt đầu cảm thấy rằng là tại sao mình không làm cái điều này sớm hơn, tại sao mình không giải quyết cái điều này sớm hơn, mà mình lại tự để bản thân mình ở trong cái trạng thái là bị giam cầm bởi những cái suy nghĩ, bởi những cái sợ hãi, bởi những cái bất an đến từ những cái vòng lặp cũ như này. Nếu như mình có thể đơn giản hơn, nếu như mình có thể chiến thắng sớm hơn tất cả những cái, tất nhiên là cái gì nó cũng có divine timing, có cái thời gian thiêng liêng rồi, cho nên các bạn phải đấu tranh tư tưởng qua cái khoảng thời điểm này thì các bạn mới nhận ra rằng là ego là cái gì, hay là những cái suy nghĩ bất an mình phải giải quyết như thế nào. Có nghĩa là các bạn sẽ tự có được cái sự thông thái sau cái quá trình này, và các bạn sẽ cảm thấy rằng là ôi, mọi thứ nó thật là đơn giản khi mà mình quyết định, và khi mà mình cứ nghe theo cái trực giác của mình, cứ nghe theo cái tiếng nói bên trong của mình á. Cái lá Knight of Swords và Queen of Swords ở đây nó cũng để cho chị thấy một cái vấn đề, cái perception, cái ý nguyện, cũng như là cái niềm tin của các bạn, cũng như là cái suy nghĩ, cái tiếng gọi đến từ bên trong á, chị cũng cảm nhận được như vậy. Thì cái tiếng gọi đến từ bên trong này, các bạn sẽ đứng lên, các bạn cảm tưởng như là chiến thắng được tất cả những cái sự sợ hãi phía bên này, thì các bạn đứng lên để các bạn giải quyết nó. Và sau khi các bạn giải quyết xong rồi, sau khi các bạn đứng vững trên cái đôi chân của mình và không để cho tất cả những cái sự sợ hãi đó kiểm soát nữa ấy, thì các bạn cảm thấy rằng là ôi, thực sự nó rất là đơn giản. Và các bạn sẽ có một cái tin vui trong cái khoảng thời gian sắp tới qua cái lá này. Cái lá này và cái lá mà Queen of Swords á, nó làm cho chị cảm giác là các bạn sẽ có một cái tin vui sau khi các bạn quyết định cái quyết định này. Cho dù cái tin vui đó nó có giống như, có thể là nó sẽ không giống như các bạn mường tượng lúc ban đầu, không giống như những cái gì mà các bạn mong chờ lúc ban đầu, nhưng nó sẽ là một cái sự hài lòng. Nó sẽ là một cái sự hài lòng, một cái sự tự hào, một cái sự thở phào nhẹ nhõm sau khi mà các bạn quyết định cái quyết định này. Và có thể là cái tin vui này có thể là nó không giống như bạn suy nghĩ, nhưng cũng có thể là nó giống như tất cả những cái gì mà bạn từng mong ước sau khi mà bạn chiến đấu được với cái việc rằng là chiến thắng tất cả những cái bất an, tất cả những cái vòng lặp về cái việc là để cái tâm trí của mình kiểm soát chính bản thân mình nhé. Các bạn có 7 xu. Tất cả những cái gì các bạn cảm tưởng là từ trước đến nay, tất cả những cái gì mà các bạn cố gắng, tất cả những cái gì mà các bạn kiên nhẫn, các bạn đi một cái chặng đường dài làm việc với bản thân mình rồi, thì nó đứng ngay ở cái cửa, ở cái thời điểm này nó đang đứng ngay ở cái cửa, ngưỡng cửa của cái việc là các bạn có bước được qua bên cái cánh cửa này hay không, bằng cái cách rằng là các bạn có dám quyết định đối mặt với cái việc đó hay không. Cho dù cái việc này là việc gì đi chăng nữa, thì nó đang nói với các bạn rằng là đây sẽ là cái thử thách, ngưỡng cửa cuối cùng trong cái chu kỳ này, của cái việc rằng là các bạn đã làm việc với bản thân nhiều như vậy rồi, làm việc trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua về cái việc là ok, làm việc với ego, làm việc với bóng tối, làm việc với nỗi sợ hãi, làm việc với những cái phản ứng của bản thân, làm việc với những cái vòng lặp cũ. Vậy thì đến cái cánh cửa này, các bạn có thực sự vượt qua nó được hay không? Có thực sự bước qua nó, có thực sự là gạt hết tất cả những cái sự bất an của mình để mà quyết định bước về cái hướng đó hay không? Thì nó, cái sự thay đổi lớn nhất ở trong cái hành trình của các bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới, đó chính là cái việc các bạn vượt qua được cái ngưỡng cửa đó. Và các bạn sẽ thấy rằng là ở phía bên kia cánh cửa, nó là rất nhiều những cái tin vui, nó là rất nhiều những cái sự xứng đáng cho cái quá trình kiên nhẫn của các bạn trong thời điểm sắp tới. Các bạn đang chờ đợi, các bạn có một cái xu hướng là chờ đợi một cái thông tin nào đó từ người khác, hoặc là chờ đợi một cái confirmation, một cái sự khẳng định nào đó từ phía bên ngoài để các bạn quyết định cái quyết định này. Có thể là các bạn đang ở trong một cái mối quan hệ và các bạn không biết là có nên quyết định là tiến tới gặp cái mối quan hệ này hay không, hay là bước vào cái mối quan hệ này hay không. Và thế là các bạn cứ chờ đợi ở đối phương một cái điều khẳng định nào đó mà không tự chủ động cho cái tình cảm của bản thân mình. Chỉ nói ví dụ như vậy thôi nhá. Thì cái thay đổi sắp tới á, bạn sẽ thay đổi được toàn bộ cái góc nhìn của mình, rằng là mình không còn
quá là bị ảnh hưởng và phụ thuộc vào cái việc rằng là cái người kia họ phản ứng như thế nào nữa. Mà cho dù như thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ cho phép cái tình cảm của bản thân mình được lộ ra ngoài, cho phép cái tất cả những cái cảm xúc, tất cả những cái mong muốn, cái ước ao của mình, tất cả những cái khao khát của mình được lên trên bề mặt. Và cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ hài lòng với cái kết quả đó. Bạn sẽ vẫn hài lòng với những cái gì mà mình làm cho chính bản thân mình. Thì đó là cái ví dụ mà Chi đưa ra và Chi nhìn thấy ngay tại thời điểm này. Chị xem là Chi cảm giác như là cái lời khuyên dành cho các bạn sẽ ở trong chuyện cảm xúc nhiều hơn. Cho nên là Chi sẽ dùng Whisper of Love. Thì cái cảm xúc này nó có thể là cảm xúc trong cái con đường sự nghiệp của các bạn, trong cái hành trình phát triển tâm linh của các bạn, hoặc là trong cái câu chuyện tình cảm của các bạn, hoặc là với một cái đối tượng bạn bè nào đó. Cũng có thể là ở trong một cái câu chuyện, ví dụ như là các bạn đang chơi chung nhóm chẳng hạn, và các bạn thích một người nào đó ở trong nhóm, các bạn không biết là có nên nói với cái người đó hay không, hay là ở trong một cái môi trường làm việc nào đó mà các bạn có một cái ý kiến, hoặc là các bạn có đang chuẩn bị được thăng chức, hoặc là các bạn biết tin rằng là các bạn sẽ được thăng chức chẳng hạn, nhưng mà các bạn không, rất là sợ cái việc rằng là xung quanh mình mọi thứ nó sẽ thay đổi khi mà mình được thăng chức. Các bạn sợ các bạn không đủ giỏi, các bạn sợ rằng các bạn sẽ bị ra rìa sau khi mà các bạn lên chức cao hơn những cái người mà đang là bạn bè, đang là đồng nghiệp của bạn, hoặc là sẽ bị họ soi mói, hoặc là mình sẽ không làm đủ tốt, mặc dù là đã kiên nhẫn cố gắng suốt trong cái khoảng thời gian vừa qua, nhưng đến cuối cùng cái lúc mà đi lên để nhậm chức á, thì các bạn lại rất là bất an và cảm thấy rất là sợ hãi. Thì cái khoảng thời gian sắp tới sẽ là cái khoảng thời gian mà bạn có đủ cái động lực để vượt qua cái điều đó. Và chúc mừng cho cái sự thăng chức của các bạn, chúc mừng cho cái sự thành công của các bạn, cho dù nó là trường hợp nào mà Chi vừa kể ra đi chăng nữa, thì hãy nhớ rằng bạn xứng đáng với tất cả những cái gì nó đang được trải ra dành cho bạn. Like attract like, choose love and speak the language of love. Yeah. Hãy tập trung vào cái việc bản thân mình cảm thấy bình yên, bản thân mình cảm thấy hạnh phúc, bản thân mình cảm thấy xứng đáng. Nếu như bạn muốn thu hút và bạn đã từng dùng rất là nhiều những cái nguồn năng lượng tích cực của mình, làm việc bản thân mình hay là luật hấp dẫn để thu hút cái kết quả này, nhưng đến khi mà nó trải ra cho các bạn, đây là một cái bước rất là khó ở trong luật, trong cái việc là sử dụng luật hấp dẫn, đó là cái bước tiếp nhận. Thì khi ở cái bước tiếp nhận này, mọi người thường là sẽ bị vấp ở cái bước tiếp nhận này. Khi mà mọi người cảm thấy là mình không, sâu bên trong mọi người cảm thấy rằng là mình không xứng đáng với cái điều đó, hoặc là nhỡ đâu mình không đủ tốt, tại sao nó lại đến với mình một cách trôi chảy như này, xong rồi lỡ mình mess it up hết lên, mình sẽ làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ lên thì sao, mình sẽ không giữ được cái này thì sao. Nói chung là vô vàn những cái bất an nó khiến cho các bạn khựng lại ở cái cánh cửa đó. Và hãy nhớ rằng, chỉ cần nhớ rằng đây là tất cả những gì mà bạn xứng đáng được nhận sau một cái khoảng thời gian dài bạn làm việc với bản thân mình, bạn đào sâu, bạn cố gắng sử dụng luật hấp dẫn, hoặc là bạn cố gắng làm việc trên cái hành trình của mình để có thể thu hút lại được cái sự tích cực này, thu hút lại được cái kết quả mà bạn hằng mong ước này. Và nếu như bạn lại xoay chuyển nó bằng cái cách rằng là bất an như thế này á, thì cái kết quả cuối cùng nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên hãy cẩn thận với tất cả những cái cảm xúc của mình và cái bước tiếp nhận này. Hãy thực sự chọn cái cách rằng là bản thân mình xứng đáng với những cái tình yêu thương này từ vũ trụ. Bản thân mình đã kiên nhẫn rất là nhiều, đã làm việc rất là nhiều, đã chăm chỉ rất là nhiều. Vậy thì đến cái khoảng thời điểm này là cái khoảng thời điểm mà mình chỉ cần tập trung vào tình yêu thương và ánh sáng thôi. Mình chỉ cần tập trung vào cái việc rằng là bản thân mình yêu thương bản thân mình, cảm thấy xứng đáng với tất cả những cái gì mà vũ trụ đang đẻ ra cho bạn. Hãy biết rằng là mình xứng đáng. Bởi vì bạn đi cái chặng đường này không hề đơn giản một tí nào. Các bạn có 7 xu, các bạn có 8 kiếm, các bạn có The Emperor, các bạn có Knight of Swords, là một cái hành trình mà nó không hề đơn giản một tí nào để mà đến được với cái ngưỡng cửa này. Vì thế đừng để cho cái cảm xúc của mình, đừng để cho cái góc nhìn của mình, những cái vòng lặp về những cái nỗi sợ của mình, nó làm thay đổi cái chiều hướng của cái kết quả này. Hãy nhận lấy nó, hãy tiếp nhận nó bằng cái tình yêu, bằng cái sự biết ơn. Hãy để cho vũ trụ thấy rằng là bạn xứng đáng với cái điều này. You are limitless. Bạn không hề có giới hạn. Bạn có thể làm bất cứ điều gì mà bạn muốn. Và cái kết quả của cái việc mà bạn đang gần đạt được này á, nó chính là cái kết quả và minh chứng cho cái việc là bạn có thể thu hút được bất kỳ điều gì mà bạn muốn. Bạn có thể kiến tạo được bất kỳ điều gì bạn muốn trong cuộc sống này. Bạn không hề có giới hạn. Đừng để cho bản thân mình có những cái
excuse, có những cái excuse là gì nhỉ? Có những cái biện hộ cho cái việc rằng là mình không xứng đáng. Có những cái biện hộ rằng là ok, bây giờ mình mà lên lên chức như thế này, hoặc là mình mà tỏ tình với cái người này, hoặc là mình mà đến với cái người này, thì mọi thứ xung quanh nó sẽ rất là kinh khủng, và trong tương lai nó sẽ rất là bla bla bla. Sống ở trong hiện tại và biết rằng là bạn không hề có bất kỳ một cái limit nào trong cái khả năng sáng tạo, trong cái khả năng kiến tạo cuộc sống của các bạn. Hãy nhớ lấy điều đó. Và đó là cái sự thay đổi mà Chi nhìn thấy cho các bạn trong cái khoảng thời gian rất gần sắp tới. Một cái sự thay đổi duy nhất mà Chi nhìn thấy. Nó có những cái tin vui bất ngờ, nó có những cái sự chúc mừng, nó có những cái điều kết quả mà bạn xứng đáng trong cái khoảng thời gian vừa qua, và đặc biệt là nó có cái ngưỡng cửa cuối cùng để bạn có thể tiếp nhận cái kết quả của cái hành trình thu hút cái điều tốt lành đến với cuộc sống của bạn. Đó là tất cả những gì mà Chi dành cho mọi người. Cảm ơn tụ 2 rất là nhiều. Cảm ơn các bạn tụ 2 đã like, đã comment, đã subscribe, ủng hộ donate cho kênh của Chi. Chi mong rằng là sắp tới các bạn sẽ tự tay mình cởi bỏ được cái bịt mắt này của mình ra. Cái bịt mắt này nó khiến cho các bạn không nhìn được cái giá trị của mình, không tin vào cái giá trị của mình, không tin vào cái sự tài giỏi của mình, không tin vào cái tiếng nói bên trong của mình, không tin vào cái sự xứng đáng của mình. Và các bạn sẽ nhận được cái điều đó, các bạn sẽ thay đổi cái niềm tin của mình vào chính bản thân mình. Các bạn sẽ cảm thấy mình xứng đáng hơn bao giờ hết. À, Chị cũng nhìn thấy rằng là trong cái khoảng thời gian sắp tới á, tự nhiên có cái cảm giác rằng là các bạn sẽ đi đâu đó để mà ăn mừng cái chị không gọi đây là một cái chiến thắng, tại vì bạn không phải là một cái người hiếu thắng như vậy ở trong cái trải bài này, nhưng mà chị cảm giác như là bởi vì các bạn đã chống chọi quá lâu và các bạn đứng vững trên cái đôi chân của mình ấy, cho nên các bạn biết rằng các bạn xứng đáng với một cái sự thưởng nào đó, có thể là đi du lịch, hoặc có thể là ăn mừng, hoặc là có thể là ở bên cạnh bạn bè, hoặc là có một cái buổi tiệc nào đó với gia đình chẳng hạn, kiểu như vậy. Thì đó là cái sự thay đổi mà Chi nhìn thấy cho các bạn ở phía trước. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào những cái video lần sau. Bây giờ Chi sẽ đến với tụ 3. Xin chào các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 ngày hôm nay chọn Aura Quartz tím và xanh. Wow, chưa gì đã thấy một nùi tình cảm ở đây. Với những bạn nào mà cảm thấy không có liên quan đến câu chuyện tình cảm, cái sự thay đổi lớn trong câu chuyện tình cảm của mình ở thời điểm sắp tới, thì có thể bỏ qua cái clip này nha. Có thể là nó sẽ không liên quan tới các bạn, nhưng mà chỉ có một cái cảm giác, hoặc là không phải là tình cảm đôi lứa, nhưng nó sẽ là tình cảm bạn bè, hoặc là một cái sự tìm hiểu mới nào đó liên quan đến việc tình cảm. Bởi vì chị nhìn thấy cái luân xa trái tim của các bạn, cái màu xanh trong cái luân xa trái tim của các bạn, nó đang được expand, nó đang được mở rộng, nó đang, các bạn cảm giác như là cái con đom đóm á, nó cứ nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy, sau đó tự nhiên nó bừng sáng thành một rừng đom đóm, nó sáng dần và nó xanh lè ở trong cái lồng ngực của các bạn á. Và đây là một cái biểu tượng, khi mà Chi nhìn thấy cái biểu tượng con đom đóm này ở trong cái luân xa trái tim của các bạn, thì Chi sẽ liên kết được ngay với cái thông điệp rằng là các bạn đang mở rộng và expand cái ánh sáng ở trong cái luân xa trái tim của mình. Khi mà bạn mở rộng cái luân xa trái tim của mình, cân bằng và chữa lành cái luân xa trái tim của mình, có nghĩa là các bạn đã làm việc rất nhiều với cái việc tha thứ, với cái việc bao dung, với cái việc là sẵn sàng mở lòng mình bước vào một cái mối quan hệ mới, cho dù là nó mang lại cái kết quả gì đi chăng nữa, thì các bạn cũng biết rằng mình hài lòng và hạnh phúc với cái tương lai đó, với cái quyết định đó của mình. Xem ngoài ra thì có thông điệp gì hay không, sự thay đổi nào đang tới với tụ 3 trong cái khoảng thời điểm sắp tới. Các bạn có 5 kiếm. Cả 3 tụ ngày hôm nay làm việc rất nhiều với cái mental của mình. Mental health, với cái tâm trí của mình á, với những cái suy nghĩ của mình rất là nhiều. Các bạn có death here. Yeah. Một cái sự kết thúc, một cái sự chuyển giao, một cái sự buông bỏ một cách hoàn toàn.
cái buông bỏ này, chị nhìn khi mà cái death này nó nằm ở đằng sau cái năm kiếm này á, thì chị cảm nhận cái sự buông bỏ này nó không phải đến từ những cái bên ngoài, nó không phải là bạn buông bỏ một công việc nào đó hay là một mối quan hệ nào đó, mà buông bỏ một cái niềm tin nào đó, buông bỏ một cái sự hạn hẹp trong cái góc nhìn của mình. Và nó rất có thể liên quan đến cái chuyện mà chị vừa mới nói, buông bỏ cái việc rằng là bản thân mình sợ khi mà mở lòng với một cái mối quan hệ thì nó sẽ nhận lại được những cái vòng lặp như thế nào á. Thì các bạn lấy tất cả những cái sự trải nghiệm đó để chữa lành cho mình, chứ không còn nhìn cái góc nhìn rằng là mình phải đóng cửa lại, không cho phép ai làm tổn thương mình á. Yeah, các bạn có 5 ly. Cái mối quan hệ đang đến với các bạn á, cái sự thay đổi trong những cái mối quan hệ đang đến với các bạn á, nó hiện lên những cái vòng lặp rất là lớn trong cái chuyện tình cảm của các bạn. Có thể là cái người mới này họ đến, hoặc là trong cái khoảng thời điểm sắp tới cái sự thay đổi đó là có một cái người mới đến và họ sẽ làm cho bạn, cái mối quan hệ này nó sẽ làm cho bạn nhớ lại rất nhiều những cái mối quan hệ cũ của bạn. Nhớ lại rất nhiều những cái vòng lặp trong những cái mối quan hệ cũ của bạn, nhớ lại cái sự bỏ rơi, nhớ lại cái sự tổn thương, nhớ lại cái sự từ chối, nhớ lại cái sự bị ghẻ lạnh, nhớ lại cái sự bị chà đạp hay là bị tổn thương hay là bị phản bội. Nói chung là nó sẽ gợi lại rất nhiều những cái niềm tin cũ của các bạn, rất nhiều những cái tổn thương cũ, rất nhiều những cái cảm xúc cũ của bạn trong những cái mối quan hệ cũ. Và nó sẽ khiến cho bạn, bắt buộc bạn phải làm việc với những cái cảm xúc cũ đó của mình, phải đào lại để xem là nó bắt nguồn từ đâu, nó bắt nguồn như thế nào. Tất cả những cái sự đổ vỡ trong mối quan hệ đó, nó có bắt nguồn từ cái môi trường giáo dục của mình hồi bé hay không, hay từ những cái tổn thương hồi bé của mình hay không, có phải là daddy issue hay là mommy issue hay không, vấn đề với bố hay vấn đề với mẹ. Nói chung là nó làm cho bạn đào thật là sâu để mà thực sự buông tất cả và giải phóng tất cả những cái nguồn năng lượng đó. Đào như kiểu là đào tất cả những cái nấm mồ mà các bạn chôn, tạm chôn đi ấy, và các bạn xới nó lên và các bạn thực sự giải phóng nó, thực sự tràn sen nó về cái hướng ánh sáng á, để các bạn sẵn sàng bước vào một cái nguồn năng lượng, một cái chu kỳ cảm xúc mới. Thay đổi nào đang đến với tụi ba? Trước hết là cái chị nhìn thấy cái sự thay, những cái gì mà chị vừa nói thì kết lại là cái sự thay đổi lớn nhất mà nó sẽ sắp tới với các bạn trong vài tháng nữa. Cái nguồn năng lượng này thì nó sẽ chậm hơn là cái nguồn năng lượng của hai cái tụ vừa rồi. Cái sự thay đổi á, nó sẽ đến chậm hơn, nhưng mà cái nguồn năng lượng này là một cái nguồn năng lượng thay đổi lớn, bởi vì nó có một cái lá death rất là lớn ở chính giữa cái trải bài như thế này á. Nó là lá thứ hai cho nên nó cũng nó nằm ở cái phần mà chị cảm giác như nó sẽ có một cái sự xoay chuyển rất là lớn. Và cái việc, cái sự thay đổi lớn này nó liên quan rất nhiều đến cái việc thay đổi cái niềm tin và cảm xúc, cái niềm tin và cái năng lượng ở trong cái luân xa trái tim như chị vừa mới nói. Cái sự mở lòng, cái sự mở rộng cái nguồn năng lượng luân xa trái tim, cái sự bao dung, cái sự tha thứ. Tha thứ cho chính bản thân mình, tha thứ cho những cái mối quan hệ, tha thứ cho những cái tổn thương, và thực sự giải phóng nó một cách triệt để. Wow. Thay đổi nào đang đến với các bạn tụ 3? Thay đổi nào đang đến với các bạn tụ 3? Thay đổi nào đang đến với các bạn tụ 3? Các bạn có 2. Vậy cái người này, cái mối quan hệ này, cái 2 gậy 3 gậy có thể là cái người này, cái mối quan hệ này là một cái mối quan hệ mà ở nơi xa. Có nghĩa là hai bạn ở xa nhau, hai bạn có khoảng cách về mặt địa lý. Các bạn có 4 gậy, 2, 3, 4 gậy. Wow, đây là một cái sự phát triển mà nó, một cái sự thay đổi phải nói là lớn hơn rất nhiều. Có thể nó đi chậm hơn hai tụ trước nhưng mà nó lớn hơn so với hai tụ trước về mặt cảm xúc rất là nhiều. Nếu như hai tụ trước là nó về mặt năng lượng tâm trí, cái sự góc nhìn, rồi cái niềm tin, rồi cái tiếng nói bên trong, thì ở đây nó là cái sự thay đổi về mặt năng lượng, thay đổi về mặt cảm xúc, thay đổi về mặt luân xa trái tim. Và đặc biệt còn một cái nữa, đó là luân xa về bụng dưới. Có nghĩa là tất cả những cái cảm xúc của chúng ta từ khi mà chúng ta sinh ra hay từ những cái kiếp trước nữa, nó đều được dồn lại ở cái luân xa bụng dưới đó. Và các bạn sẽ giải phóng rất là nhiều những cái tổn thương ở trong cái luân xa bụng dưới. Luân xa bụng dưới, khi mà các bạn giải phóng nó thì cái nguồn năng lượng sáng tạo, cái nguồn năng lượng cảm xúc, cái nguồn năng lượng yêu thương, cái nguồn năng lượng cho phép bản thân mình cảm giác á, cho phép bản thân mình được thể hiện cái cảm xúc của mình á, bởi vì nó có liên kết chặt chẽ với luân xa cổ họng nữa, nó sẽ được cân bằng và nó sẽ được phát triển rất là lớn. Bạn sẽ không còn ngần ngại được cái việc thể hiện cái trí tuệ của mình, nói thế nào nhỉ,
cái sự thông thái của mình về mặt năng lượng, về mặt tâm linh, về mặt cảm xúc. Các bạn sẽ chia sẻ rất nhiều những cái niềm tin của mình về tâm linh, về cảm xúc. Các bạn sẽ thoải mái thể hiện cái cảm xúc của mình nhiều hơn, thoải mái thể hiện cái nguồn năng lượng bản sắc của mình nhiều hơn rất là nhiều, và đặc biệt là về mặt cảm xúc. Và chính vì tất cả những cái điều này á, mà các bạn trở thành một cái người cực kỳ hấp dẫn trong mắt đối phương. Các bạn freedom hơn á, các bạn cảm giác cái cảm giác mà các bạn không còn sợ cái điều gì nữa ấy. Các bạn không còn sợ bị từ chối, các bạn không còn sợ bị tổn thương, các bạn không còn sợ bị rơi vào những vòng lặp, bởi vì các bạn đủ hiểu rằng là cho dù nó có lặp lại đi chăng nữa thì nó lặp lại là để cho chúng ta giải phóng những cái tổn thương cũ. Và các bạn đang yêu hoặc là các bạn sẽ bước vào cái mối quan hệ với một cái ý thức rằng là mình có ý thức tâm linh ở trong cái mối quan hệ đó. Và nó làm cho các bạn trở nên cực kỳ trưởng thành ở trong cái mối quan hệ mới này. Đó là cái sự thay đổi lớn nhất của các bạn. Các bạn sẽ không còn lao vào những cái mối quan hệ như con thêu thân để mà bù đắp tất cả những cái gì mà mình thiếu. Hay là các bạn không còn hạ thấp cái giá trị của mình, không có thể hiện cái cảm xúc thật của mình trong một cái mối quan hệ nhằm làm hài lòng cái người đối phương. Sorry mọi người, hơi bị ồn ở ngoài. Nhằm hài lòng cái người đối phương nữa. Bởi vì sợ bị tổn thương mà, sợ bị tổn thương, sợ bị bỏ rơi thì nó sẽ dẫn đến cái việc là các bạn cố gắng làm hài lòng đối phương. Và khi các bạn cố gắng làm hài lòng đối phương thì tất nhiên là các bạn sẽ có một cái phản ứng là đè nén cảm xúc của mình xuống, đè nén cái nhu cầu cảm xúc, nhu cầu tâm linh, nhu cầu năng lượng của mình xuống. Và tất cả những cái điều này nó sẽ được thay đổi một cách 180 độ ở trong cái mối quan hệ mới này. Cho dù là bạn bè hay mới tìm hiểu nhau hay là mối quan hệ yêu đương đi chăng nữa thì bạn sẽ thay đổi hoàn toàn 180 độ. Các bạn sẽ trở nên mature hơn rất là nhiều, trở nên trưởng thành hơn rất là nhiều, trở nên nuôi dưỡng chính bản thân mình ở trong cái mối quan hệ đó rất là nhiều. Và cái người đó khi mà họ tới với bạn, họ sẽ nhìn bạn như một cái hình tượng nó rất là trưởng thành, nó rất là quyến rũ, bởi vì bạn rất là chậm rãi, bạn rất là trưởng thành, bạn rất là nuôi dưỡng, bạn rất là vững chãi trong cái nguồn năng lượng của chính bản thân mình, bạn không sợ hãi gì cả. Bạn vừa cho phép bản thân mình được yếu đuối, được thể hiện cảm xúc trong cái mối quan hệ đó, nhưng bạn cũng vừa cho phép mình được mạnh mẽ, được độc lập, tự do ở trong cái mối quan hệ đó. Mọi thứ nó rất là cân bằng. Tụ ba có cái nguồn năng lượng rất là đẹp khi các bạn có 2, 3, 4 gậy và kết thúc bằng Queen of Pentacles. Một cái nguồn năng lượng mà để mà đi tới Queen of Pentacles rồi thì các bạn đã phải trải qua rất nhiều Ace of Pentacles, rồi là rất nhiều các thể loại Pentacles, cho đến Page, cho đến Knight, cho đến rồi đến Queen. Một cái sự trưởng thành, một cái sự nuôi dưỡng, một cái sự kiên nhẫn với chính bản thân mình. Cái nguồn năng lượng Queen of Pentacles là cái nguồn năng lượng mà rất kiên nhẫn với bản thân mình. Bạn đã làm việc rất là nhiều, và cái sự thay đổi ở trong cái mối quan hệ sắp tới đến với các bạn, nó sẽ làm cho các bạn có thể dọn sạch sẽ được tất cả những cái niềm tin cũ, tất cả những cái buông bỏ được tất cả những cái buông bỏ và giải phóng tất cả những cái tổn thương cũ, mang lại cho các bạn những cái vòng lặp ở trong những cái mối quan hệ. Mặc dù có thể là khi mà bước vào cái mối quan hệ này hoặc là tìm hiểu cái người này á, bạn sẽ lại rơi vào cái tình trạng là khó chịu rất là nhiều, rơi vào cái tình trạng cái ego nổi lên, hoặc là những cái vòng lặp nó nổi lên và nó khiến cho các bạn đánh nhau ở trong cái tâm trí của bạn rất là nhiều, tâm trí, cảm xúc, tâm linh, năng lượng. Hay là cơ thể vật lý nó cũng nhiều cái mệt mỏi hơn, bởi vì các bạn là những người rất là nhạy cảm, cho nên mọi thứ nó như là đánh nhau ấy. Năm cái nguồn năng lượng, năm cái yếu tố trong chúng ta nó đánh nhau ấy. Có thể là có cái khoảng thời gian đầu nó sẽ như vậy, và kể cả là hai cái số năm này nó đứng gần nhau nữa, nó sẽ là cái sự thay đổi cực kỳ lớn ở trong cái mối quan hệ của các bạn, trong cái chặng đường đi tìm những cái hạnh phúc ở trong những cái mối quan hệ mới của các bạn. Ban đầu có thể là nó sẽ lội lên cực kỳ nhiều những cái vòng lặp cũ. Thậm chí là nó sẽ khiến cho các bạn tuyệt vọng và khóc lóc rất là nhiều, hoặc là lại nghi ngờ bản thân mình rất là nhiều, là tại sao mình lại mở lòng một lần nữa. Nhưng mà hãy tin chi đi, cái điều đó nó là cái sự giải phóng. Khi các bạn gọi lại tất cả những cái cảm xúc cũ và vòng lặp cũ, để các bạn khóc, để các bạn xả, để các bạn ôm ấp vết thương đó, để các bạn giáo dục lại cái vết thương, cái đứa trẻ đó, các bạn ôm ấp tất cả những cái điều đó, các bạn ý thức không dằn vặt bản thân mình, các bạn tha thứ nó, thì có nghĩa là các bạn đang healing, có nghĩa là các bạn đang chữa lành và giải phóng nó. Và sau khi giải phóng xong rồi thì đó, 2, 3, 4 gậy, nó là một cái chặng đường mà cái người đó sẽ đến với bạn, cũng như là bạn sẽ đến với người đó, hai người sẽ gặp nhau ở giữa. Có thể là cả bạn, cả người đó đều đang trong cái hành trình chữa lành, và hai người sẽ giúp đỡ nhau rất nhiều ở trong cái hành trình chữa lành này.
Và cái mối quan hệ này cũng là một cái mối quan hệ Queen of Pentacles, cũng là một cái mối quan hệ mà nó đi khá là chậm nhưng nó rất là chắc. Và cái mối quan hệ này cũng là một cái mối quan hệ để cho các bạn thức tỉnh lên một cái bậc cao hơn nữa. Để các bạn có một cái góc nhìn mới hơn nữa trong những cái kiến thức về những cái mối quan hệ tình cảm, hay là những cái góc nhìn về những cái mối quan hệ tình cảm sau khi đã thức tỉnh tâm linh. Mọi thứ nó ý thức rõ ràng hơn rất là nhiều. Các bạn ý thức mọi thứ xảy ra trong mối quan hệ nó sẽ bắt nguồn từ cả hai phía, từ cả cái nguồn năng lượng tổn thương bên trong bạn lẫn cái nguồn năng lượng tổn thương bên trong họ, thu hút vào với nhau. Và các bạn sẽ đủ bình tĩnh, đủ vững chắc để mà cùng ngồi xuống, cùng đưa ra những offer, cùng đưa ra những cái lời đề nghị, cùng đưa ra những cái giải pháp để mà giữ vững cái mối quan hệ này. Và cái mối quan hệ này rất có thể là nó sẽ là cái sự công bằng cho các bạn trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua hai bạn tìm kiếm một cái điều gì đó thật là ý nghĩa. Trong cái cảm xúc của mình, các bạn cho phép mình được yêu thương và nó sẽ có một cái kết cục cam kết như thế này. Chứ không nói là tất cả mọi người sẽ, chứ không muốn gieo rắc vào trong lòng các bạn những cái sự chắc chắn về mặt tương lai hay là những cái sự mong chờ, bởi vì chúng ta đừng làm như vậy. Đây là tarot ạ, nó là những cái mà các bạn đang thu hút lại với bản thân mình. Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi nó. Nếu như các bạn không muốn điều này, các bạn hoàn toàn có thể thay đổi nó. Hoặc là chỉ vì một cái phản ứng nào đó của các bạn, hay là một cái sự mong chờ, hay là lại một cái vòng lặp nữa mà nó sẽ khiến các bạn thay đổi toàn bộ lại cái tương lai này. Nhưng trước hết là chị nhìn thấy trong tương lai gần thì cái sự cam kết nó sẽ đi lên một cái bước mới. Đây là một cái mối quan hệ mà sẽ khá là vững chắc trong cái tương lai gần. Chị sẽ bốc một là bốc mà xem bốc lá bài gì mình cho các bạn một cái lời khuyên nào đó. Đó là cái sự thay đổi về mặt cảm xúc rất là lớn mà chị nhìn thấy ở tụ ba. Các bạn có một cái nguồn năng lượng, chị không nhắc tới cái việc rằng là cái mối quan hệ này, chị không nhắc quá nhiều hay đi vào quá là sâu cái việc là mối quan hệ này nó sẽ như thế nào, như thế nào, như thế nào. Nhưng trước hết là chị nhìn thấy cái sự thay đổi trong chính bản thân bạn, trong chính cái việc các bạn quản lý cảm xúc của mình, trong chính cái việc các bạn thể hiện cảm xúc của mình, trong chính cái việc các bạn cho phép cảm xúc của mình được sống, chứ không còn giam cầm nó hay là không còn chôn vùi nó nữa. Các bạn có honesty. Đây là một cái mối quan hệ dựa trên những cái cuộc nói chuyện mà các bạn cảm giác như là các bạn là bạn bè của nhau, là một những cái người bạn tri kỷ, những cái người rất thân á, nó sẽ bắt nguồn từ đó. Có thể đây cũng không cần thiết phải là một mối quan hệ yêu đương, nó chỉ dừng lại ở soulmate thôi, nó chỉ dừng lại ở tri kỷ thôi. Nhưng mà ít nhất là các bạn cực kỳ thành thật với nhau, chia sẻ tất cả những cái tổn thương, tất cả những cái nỗi đau và giúp nhau chữa lành qua tất cả những cái tổn thương đó. Đây là một cái mối quan hệ mà rất là mật thiết. Cái intimacy ở đây á, cái sự mật thiết, cái sự quan hệ mật thiết ở đây á, mà chị nhìn thấy á, nó không chỉ là physical touch, nó không chỉ là chạm nhau về mặt vật lý như này đâu. Các bạn có thể nhìn thấy cái chemistry và cái kết nối hóa học, cũng như là cái sự kết nối hai tâm hồn ở trong mắt, đôi mắt của hai cái người này. Và cái vườn hoa đằng sau nó sẽ là những cái gì nó thực sự chất lượng. Các bạn sẽ dành những cái khoảng thời gian rất là chất lượng ở bên nhau, sẽ dành cho nhau những cái khoảng thời gian mà thân mật cả về mặt vật lý, lẫn về mặt tâm trí, lẫn về mặt cảm xúc. Các bạn sẽ trân trọng nhau rất là nhiều. Và bạn sẽ rất là bất ngờ với cái việc rằng là khi mà mình thoải mái với cái hạnh phúc của mình, khi mà mình đặt cái cảm xúc của mình lên, khi mà mình trân trọng cái cảm xúc của chính mình, cho phép mình được yêu thương, cho phép mình được yếu đuối, cho phép mình được tin tưởng, cho phép mình được tổn thương, cho phép mình được buồn, cho phép mình được trống rỗng á, thì các bạn sẽ thu hút lại những cái nó rất là chân thật đối với các bạn. Và nó xứng đáng là một cái món quà từ vũ trụ gửi lại cho mọi người. Đó là tất cả những gì mà chị nhìn thấy ngày hôm nay. Hãy lắng nghe với trái tim của mình, hãy để cho cái trái tim của mình một lần nữa được mở ra. Hãy lắng nghe nó, hãy bịt tai, bịt tất cả những cái giác quan của mình, mà chỉ có cảm nhận cái trái tim của mình thôi, xem là nó đang muốn hướng về điều gì. Hãy làm mọi thứ cho mình trước cái đã. Không phải là làm để mà làm hài lòng người khác, hay là sợ mất đi cái người nọ người kia, mà các bạn bước vào mối quan hệ này với một cái tâm thế rằng là trân trọng cái cảm xúc của chính mình. Và các bạn hài lòng với nó, hài lòng với cái quyết định của mình, cho dù cái kết quả nó có thế nào đi chăng nữa. Cho nên các bạn thu hút lại được một cái kết quả nó rất là đẹp. Cho dù là cái mối quan hệ này có phải là tình yêu hay không, tình yêu đôi lứa hay không, thì nó cũng sẽ là một cái mối quan hệ rất là đẹp. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã
chọn tụ và lắng nghe Chi hết các tụ. Có những bạn thì Chi biết rằng là mọi người nghe hết cả ba tụ luôn. Chị cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người like, subscribe, comment, donate và ủng hộ cho kênh của Chi. Chi cực kỳ biết ơn mọi người rất rất là nhiều. Chi sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video sắp tới. Chúc mọi người một tuần vui vẻ. Cảm ơn mọi người, chào mọi người.